Trong chương mục tuần này có gì mới hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó là một chiếc case không bình thường, mà chiếc case bảo vệ này có thể thay đổi module với nhiều chức năng khác nhau. Và chi tiết của sản phẩm này như thế nào, mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên Nguyên Khang. Nguyên Khang rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương mục tuần này có gì mới, và sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là một chiếc case đến từ hãng sản xuất đó là Outerbox. Thì chiếc case này dành cho iPhone và iPad với chức năng là bảo vệ những chiếc máy của bạn. Ngoài ra thì những chiếc case này còn có thể tháo lắp và gắn thêm module để thay đổi các chức năng của nó. Ở phần đầu tiên này thì tôi xin được giới thiệu đến quý vị đó chính là chiếc case bảo vệ cho chiếc iPhone. Điện thoại dạng module có vẻ đang là một xu thế gần đây khi LG G5 ra đời, rồi đến Project Ara và đến cả Outerbox, một hãng chuyên làm phụ kiện công nghệ cũng đi theo với việc ra mắt Case Universe, chiếc case đầu tiên được thiết kế theo dạng module dành cho iPhone. Về cơ bản thì Universe vẫn có nhiệm vụ chính là vỏ bảo vệ bên ngoài, chống va đập cùng với các tác động vật lý tới điện thoại. Tuy nhiên ở mặt sau đó còn thêm phần rãnh để giúp cho người dùng có thêm nhiều phụ kiện được đặt bên ngoài vào. Ngoài việc sản xuất case cho những chiếc iPhone thì hãng cũng sản xuất thêm những chiếc cover case cho iPad với nhiều chức năng cũng có thể tháo ghép khác nhau. Bình thường khi dùng case sẽ khó có thể gắn thêm phụ kiện ngoài cho iPhone. Tuy nhiên với phần rãnh ở mặt sau, Universe sẽ có thể giữ cố định các phụ kiện. Để làm được điều này thì Universe sẽ phải cần các phụ kiện phù hợp được Outerbox chứng nhận tương thích với chiếc case. Hiện tại thì Outerbox đã hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như hãng làm thẻ nhớ SanDisk với bộ nhớ ngoài Expand Flash Drive, đầu độc thẻ tín dụng Square, Holoclip với chiếc camera zoom, góc rộng FisheEye, Night Eyes với phụ kiện cố định smartphone trên xe hơi, Polar Pro với nhiều mô đình khác nhau, từ tripod, pin gắn ngoài, loa Bluetooth. Outerbox gọi Universe kèm với cái tên đó là Case System. Như vậy, khả năng chúng ta sẽ còn thấy thêm nhiều case dạng như Universe trong tương lai. Outerbox Universe sẽ có giá là $50 cho bản iPhone 6 và 6S, $60 cho bản iPhone 6 Plus và 6S Plus, có hai màu là xám và đen. Có thể thấy rằng cái sản phẩm Outerbox bảo vệ cho chiếc iPhone của bạn đã khá là hấp dẫn. Tuy nhiên, không những thế, hãng này cũng đã sản xuất là những chiếc case dành cho iPad với module tháo rời có thể thay flip cover bằng một bàn phím ảo. Như thế nào thì chúng tôi sẽ cùng giới thiệu đến quý vị trong phần tiếp theo đây. Đối với sản phẩm Outerbox dành cho iPad, việc lắp ghép các phụ kiện có phần đơn giản hơn nếu so với chiếc case bảo vệ cho iPhone. Người dùng có thể tháo lắp thoải mái phần bảo vệ màn hình, có thiết kế không quá khác biệt so với những sản phẩm khác có mặt trên thị trường. Nhưng phần bảo vệ mặt màn hình của case có thể tháo rời và thay thế bằng những phụ kiện khác như chiếc bàn phím Bluetooth kèm theo phần bảo vệ. Nhưng nếu như phụ kiện này đôi khi không cần thiết và khiến cho chiếc máy này dày hơn, thì bạn có thể tháo phần này ra và sử dụng miếng Smart Cover như phiên bản của chính hãng của Apple. Hoặc hơn thế nữa, người dùng có thể không cần đến miếng bảo vệ màn hình Smart Cover này thì tháo đi. Case sẽ vô cùng gọn nhẹ và chỉ bảo vệ phần thân máy. Điểm hạn chế của hãng đó chính là các sản phẩm dành cho iPhone và iPad đều chỉ sử dụng cho những phiên bản mới nhất chứ không hỗ trợ những dòng cũ có mặt trên thị trường. Điều này đã khiến cho độ đa dạng của sản phẩm ít nhiều bị kém đi. Đây là một bộ đôi sản phẩm rất là thích hợp dành cho những người có cả iPad lẫn iPhone và có khá nhiều lựa chọn về những module để thay đổi ở trong đó.